Dạ xin chào khán giả kênh Khương Dừa. Dạ bây giờ là 7:15, hôm nay là ngày 28/1/2021. Dạ anh em Khương Dừa đang có mặt ở Ủy ban nhân dân xã A Vao thuộc huyện Đa Rông, tỉnh Quảng Trị, bà con cô bác. Dạ hồi tối thì anh em Khương Dừa nghỉ ở ngoài ngoài thị trấn huyện. Dạ mới chạy vô. Trời rất là lạnh. Hồi tối thì hàng 2 giờ họ tới, nhưng mà lúc đó tới đây thì mấy anh ở ủy ban không có ở đây nên không có nhận được. Xong rồi xe hàng phải chở vô A Ngo, vô xã A Ngo, xuống dưới A Ngo, xong rồi mới sáng đây quay ngược trở lại mới xuống hàng đây. Bây giờ sáng sớm nên bên mấy anh cũng chưa có ai hết trơn, nên anh em của Khương Dừa tự sắp xếp hàng hóa luôn để lát bà con tới đó mình trao cho bà con cho nó gọn. Dạ hôm nay quà Tết mà của quý ông bà cô chú Mạnh, chị Mạnh Thường Quân mà gửi cho Khương Dừa để Khương Dừa mua quà tặng cho bà con ăn Tết đó là có một bao gạo này là 5 kg. Dạ gạo 5 kg nè bà con cô bác. Dạ hai chai nước mắm. Dạ hai chai nước mắm Khương Dừa mua của anh Colorman, hai chai nước mắm này được giảm giá 20%. Dạ đây là một lê nước mắm cũng là ngon. Hai chai nước tương. Dạ một chai dầu ăn bà con cô bác. Dạ một chai dầu ăn 1 lít. Dạ một bịch bột ngọt, một bịch bột ngọt 1 kg. Dạ với lại 1 kg đường ạ. Dạ đây 1 kg đường. Dạ với lại 1 kg muối Trang. Dạ cái đó bánh tét anh. À, bánh tét với một đòn bánh tét. Không cái này gạo, đường, đường. Cái đường 1 kg đường. Dạ 1 kg đường, một có cái muối, có muối không Trang? Dạ muối thì bên Quảng Nam. À muối Quảng Nam à. Dạ. Ở đợt đầu chở trong Sài Gòn ra nên không nấu muối nặng, không chở theo. Dạ một đòn bánh tét này cũng rất là ngon luôn. Một bịch bánh tráng Tân Nhiên. Dạ bánh tráng của Tân Nhiên của bạn Duy gửi cho Khương Dừa, biết Khương Dừa đi miền Trung nè nên bạn gửi cho Khương Dừa một phần quà, vậy là một bịch bánh tráng. Dạ bịch bánh tráng 1/2 kg cho bà con mình ăn Tết. Dạ với lại một hộp mứt gừng. Ủa mứt dừa, mứt dừa 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 ngon nè, mứt dừa với mứt gừng nha bà con bác. Dạ một hộp mứt gừng này, mứt gừng cũng ngon lắm. Dạ này mua đồ ngon thôi à. Dạ với một hộp mứt dừa, dạ mứt dừa non á, cái này Khương Dừa cũng khoái ăn lắm. À rồi à, dạ đây đường đó. Dạ và thêm một phong bì 500.000 nữa thì ở đây Khương Dừa và anh em Khương Dừa sẽ trao tặng cho bà con cô bác mình 150 phần quà. Bây giờ mấy anh em bỏ vô. Dạ. bỏ kiểm đủ món nha mấy đứa. Nè gạo gạo em để em kéo gạo mình gom đây mình kéo bao kéo chỉ ra đây chưa, đang lát mình một phần quà cái mình tặng một bịch gạo là xong, không có gì xé hả? Nó có cái đường chỉ đây mấy đây mấy anh bình xã sáng 7 giờ xem mấy anh chưa có dậy, chưa có làm thôi, mấy anh em Khương Dừa làm luôn cho nó nhanh. Cái này phải cái này biết cách gỡ cái có kéo cái tẹt không anh, chỉ cần tháo cái dây vặn ngược vậy thôi, cái nào nó bị hỏng nó kéo cái tẹt ra là. Dạ nay phát xong rồi cái đâu có cái không vậy, thiệt tình luôn này, kéo hôm nay phát xong ở đây dự kiến anh em không vừa hết. Không, em mở sao vậy? Thì anh chỉ cần vặn ngược cái dây lại nó ra này. Ừ thì đó. Phát xong đây cái anh em Khương Dừa sẽ vô xã A Ngo. Cũng 150 phần quà dành cho bà con cô bác. Sát luôn, đút sát luôn. Không. Sao nãy thì tiện luôn đút sát đi rồi. Từ nãy giờ em mở được. Thì kêu nãy đó ông quẹt thì người ta đốt xác đi. Đây đưa ông quẹt ra anh. Đây. Đốt xác lại đi, lại đốt xa xí thôi sâu quá.
cái này nó có cái cách mở nó đi cái tẹt à. Mà em kéo được hay lắm mà. Nãy em kéo được mà. Không nghĩ là anh chỉ cần vòng cái thôi là được. Đâu, tẹt kéo tẹt đâu. Tẹt bên đây không? Không, mình năng lượng ngược đầu ơi. Đây nè. Kéo như phía tẹt ngược đầu. Dạ, yeah. Sáng trời lạnh quá bà con. Tối đây lạnh quá trời lạnh. Ngược đầu thấy không? Em làm ngược đầu rồi. Nó có cái đầu của nó. Kéo qua chưa? Kéo qua anh đi rồi anh đốt cho. Cái việc nặng là cắt chỉ để làm cho, còn việc nhẹ là kéo bao em kéo đi. À, sáng nay là quên giới thiệu với ông bà cô chú mấy đứa em của Khương Dừa. Dạ đây Trần Thanh Trương. Đây đằng kia là xa xa là hai cô gái xinh đẹp Nắm Bi với Nguyễn Thị Ngân. Dạ còn đây là dạ bà cô. Bà cô hơi lớn tuổi cũng gắng đi phụ bà con. Dạ. Dạ bà chị Hà. Đằng kia là bé Trang với lại bé Tú. Dạ còn bạn Đức thì đang quay cho Khương Dừa. Thì đốt từ sáng thì chưa đứt được. Chế lại đó. Thì phải đúng chiều. Đúng chiều. Cái chiều nào nó ngắn á, giờ em biết rồi. Cái chiều nào nó ngắn đây này, ví dụ như này này. Giờ biết hả? Là biết rồi. Đó. Chiều nào ngắn cái mình bật cái này lại. Thôi em chỉ cần kéo đi để anh mở cho. Dạ. Ngắn ngắn ngược lại thế là được. Đó, hiểu không? Nè, đó. Đó. Quá dễ hả? Quá dễ dàng. Không phải coi chiều nè, không phải cái đầu ngắn đâu là Trương nè, này Trương. Tại vì nè, cái đầu nó bên đây nè, kéo này nè. Còn này nó ấy kéo ngược đầu kia là không được. Cái vật này nó rất là nặng nè, những cái bà con mở xe mà đi ra tiếng đồng hồ mới tới nhà. Nhưng mà họ nhận quà họ cũng vui mừng mà chứ biết sao giờ. Chứ không lẽ giờ gửi mình gửi tiền không đi thì nó khỏe, nhưng mà nhiều khi về họ không có quà Tết. Nghĩ thấy tội quá. Ví dụ như nó quấn cái sắp cái này rồi xong rồi nhiều người còn dẫn con theo tại vì con đâu ai giữ đâu. Rồi mình đã con theo á. Trời ơi. Mình có bán chứ à. Nhưng mà bà hai tay dẫn hai đứa con rồi sắp cái bịch này rồi sắp bịch gạo 5 kg nữa. Bịch đường hả? Nên nhận quà mà. Vậy là mình sẽ có động lực để sắp không? Tại vì em thấy nếu mà phát tiền không thì nó cũng giống đợt rồi. Để với lại phát tiền không thì nhiều khi bà con người ta không có mua. Nhưng mà mình nghĩ tại vì người ta ở xa quá. Nhưng mà chỉ đưa tiền thì nếu mà người ta thiếu người ta phải đi mua. Em không thiếu một món, không thiếu một món. Với lại nhiều khi người ta không mua nữa, người ta tiếc tiền quá trời. Cảm ơn chứ mà tôi lâu em thiếu một ngọt. Ôi. Lạnh quá. Hết lạnh ha. Đây gom gọn gàng rồi mấy đứa ơi, gác ghế rồi. Được bao nhiêu phần rồi? Cũng nhịp nhàng quá ha. Nhớ đừng có đầy đủ hết nha mấy đứa em. Chừng coi chừng em vô coi chừng ấy chưa? Coi chừng lộn xộn chưa? Chị Hà mà. Để qua đây, đừng có lên qua đây để lên
Dầu ăn là hoặc là chai này hoặc là chai kia nha. Chứ không phải hai chai à. Rồi. Đây bà con cô bác. Đây xin giới thiệu bà con cô bác một phần quà Tết của anh em tặng cho bà con đây. Dạ đây có hai chai nước tương. Dạ đây hai chai nước mắm. Một chai dầu ăn. Một bịch bánh tráng siêu mỏng của Tân Nhiên này. Hộp mứt gừng. Ủa có mứt gừng là không có mứt dừa hả mấy đứa? Dạ. Một bánh tráng. À. Một bịch đường, một bịch bột ngọt. À vậy là có hộp một, có hai loại mứt, nếu có mứt này thì không có mứt kia. Tại vì cái này mua hết nhiêu đây là nó cũng 500 ngàn với gạo nữa. Đó. Xong. Giờ nãy Khương vừa đi xuống bảng, hình như Khương vừa thấy bà con cũng đang bị chuẩn bị tới. Dạ. Hôm qua thì Khương vừa có báo bên xã là báo cho bà con mình tới lúc 7 giờ. Dạ, tại vì hôm nay lịch trình nó hơi căng xíu. Nhưng chắc bà con chưa tới đâu. Chắc khoảng 8 giờ bà con mới tới à. Đây là bánh tét bữa giờ Khương vừa bán nè bà con bác. Đây tét tét nè, mấy tét chuối ha. Dạ. Tét đậu xanh nè. Hôm qua nếu mà xe tới sớm là mấy anh em của Khương vừa chuẩn bị xong xuôi rồi. Chụp vài tấm hình á vô. Vài tấm hình lấy khiên đồ coi. Đây đường bên đây nha. Đường đây còn nè. Ừ, nên mặc áo có Tết quá ha. Thôi năm nay là em mua quà vậy là nó gọn á. Em mua gà gọn nhá, chứ năm rồi em mua quà là giác túi luôn. Hôm qua mua gì? Hôm qua phần quà, hôm năm ngoái phần quà phát 700 ngàn. Tại vì em mua 20 kg gạo. Rồi em mua một thùng mì. Rồi mua bánh tùm lum la chứ. Với lại người ta tặng thêm bánh nữa. Bánh mứt nữa. Thì đó. Này quà ngon bụng. Quà ok. Quà ngon bộ. Nhiều loại mà chất lượng nữa. Mua lẫn loại tốt. Dạ, bánh tét là để lâu được nè. Dạ. Bánh tét thì chắc nhiều khi bà con ở đây cũng ít khi được ăn bánh tét ở trong miền Nam. Đó, cho nên hôm nay Khương vừa chuyển bánh tét ra. Đó là lý do mình tại sao Khương vừa phải vận chuyển xe tải ra là vậy bà con bác. Tại vì ở trong đó là có bánh tráng nè, có bánh tét nè, với lại nước mắm đồ đó. Còn bột ngọt với dầu ăn rồi thì mình ra đây mình mua cũng được. Hôm qua trời ơi, qua mà lo lắng hết sức luôn. Xe cứ hẹn mình hoài. Hoàng không tới, hồi tối là giờ khuya là vé trang 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ gọi điện thoại liên tục luôn. Lúc đó Khương vừa cũng giật mình vì Khương vừa nghe. Tại vì nguyên cái dãy nhà nghỉ đó là nó trống ở trên nên phòng này nói chuyện phòng kia nghe hết à. Nhưng mà mình thì mình không có hối hơi thúc gì họ, nhưng mà mình chỉ muốn biết cái giờ á, cái giờ để họ đi khi nào họ tới á. Để mình
để mình nhận hàng rồi mình sắp xếp mình báo giờ cho bà con. Còn tặng như quà đây với lại mình gửi phong bì 500 ngàn. Dạ còn đó thì gửi 500 ngàn bà con cô bác mình ở trong nhà có thiếu hụt gì thì mình mua thêm. Dạ. Dạ. Cái ý của Khương Dừa thì vẫn là muốn có quà đồ, có quà đồ cho nó có không khí Tết. Dạ. Nó bậy nữa. Thiệt mà nó cho bắn pháo bông mà. Thì cho bắn pháo bông mà đi bà con tôi khổ còn chết bắn pháo bông. Bắn chị thì được. Trời đất ơi, khổ thì khổ chứ phải mua một cái pháo bông không nhìn bắn. Hay quá. Bởi vì khán giả bà con cô bác chửi hoài là vậy. Ủa, cái này là, nói thiệt á. Biết rồi nhưng mà ở đây mà gạo tôi không ăn muối con không ăn pháo bông. Dẹp đi. Ờ, chị bán rồi tự to 30, tối 30 chị tự chị đốt luôn. Tối 30 tự chị đốt luôn. Có tiền anh Thương mới tặng mỗi hộ 500 đó. Vậy thôi, giờ mình đừng phát tiền, mình gom lại luôn, mình phóng ông luôn, phát luôn. Luôn. Như Tết mình nhìn thấy có phóng ông, mình có tiếng pháo nổ đi đùng, đúng bộ. Vui mà tùy nơi, tùy chỗ. Có thể là ở đây thì người ta cũng sẽ đốt, nhưng nhà người ta có điều kiện thì người ta đốt. Đó đó bởi vậy. Mà toàn ốm ốm không à. Chứ phải mập mập như chị đỡ. Mập mập như chị thì sẽ đỡ lạnh ha. Còn mấy đứa nhỏ nó ốm ốm. Mấy anh ở đây anh hiền quá. Anh đứng nhìn không à. Giờ mình chất xong rồi cái bà con tới cái mình phát rồi xong. Sao? Khiên đường vô hả? Vâng, khiên hết đường ở đây ạ. Nặng nha, đau cưng không? Tại anh khỏe, tại đó anh đi thi thể hình nữa. Cái này nó nhẹ. Đầu này là bỏ bột ngọt với đường với bánh tráng với lại mứt hả? Dạ. Đó, gom lại, nó bị gom lại bán cho trai. Yeah. Thật mà. Thế mà bán cho trai kiếm tiền, năm sau mình lại đi ủng hộ tiếp. Nhớ nó đi ủng hộ. Tối mấy anh em ngủ rất là sớm. Nên sáng dậy ai cũng tỉnh táo. Chị thì tối đón giao thừa sớm. Sáng chị. Đêm sáng đảo ha. Hồi xưa mà mẹ em đi nhận được phần quà gì thì cũng mừng, nhận phần quà có phần mì tôm mà. Bởi vì lần đầu tiên mà Khương Dừa về cái xã của Khương Dừa bà con quát. Mà Khương Dừa phát quà cho bà con á, một lúc mà đứng lên phát biểu á, trời cảm xúc ghê cùng. Vô cùng. Mà nhớ lại cái cảnh hồi đó Tết nhất mà ai cho mình cái gì á mình rất là quý, không cho tiền cũng được thiệt luôn á, cho ví dụ cho gạo mì tôm rồi là nước mắm bánh mứt rồi, đặc biệt là mứt hồi nhỏ đâu có mứt ăn đó, như giờ còn có mứt này mứt kia ngon quá trời ngon.
Bỏ kỹ nha mấy đứa, coi chừng phần dư phần thiếu nha. Ở trong xã, trong A Ngo là mình lát mình vô mình phân ra luôn hả? Dạ đúng rồi, A Ngo cũng để sẵn một cái. À lát mình vô mình phân không? Mấy anh chị không biết đường phân không? Mình bỏ. Không biết là Tết này biết ở A Vao có bà con cô bác nào về tặng quà được chưa hả? Có chưa anh? Dạ chưa. Chưa anh? Dạ. Dạ ở A Vao là Tết này bà con chưa có A Mạnh Thường Quân nào tới tặng quà. Dạ. Hôm nay có Khương Dừa. Dạ, Khương gì? Anh lần đầu tiên. Dạ. Lần đầu tiên luôn. Dạ. Dạ đây là tấm lòng của tất cả bà con cô bác. Quý khán giả của xem kênh Khương Dừa, con thấy Khương Dừa đi A Vao nè, thấy bà con ở đây sống cực khổ quá. Nên mọi người cứ gửi tiền cho Khương Dừa. Cái Khương Dừa gom được ít tiền với lại một số tiền mà quý bà cô chú bữa giờ gửi cho Khương Dừa đó. Ủa này để xe tải nó lấy luôn. Gửi cho Khương Dừa rồi Khương Dừa trích ra, Khương Dừa mua. Đợt này Khương Dừa đi ở năm xã ở một hai xã ở Quảng Trị và ba xã ở Quảng Nam. Mỗi xã thì trao 150 phần quà, là tổng cộng là 750 phần quà nhé quý cô chú. Ủa ba lô đâu rồi chứ? Ừ. Được cái tim của Khương Dừa mấy bạn nữ không như đứa nào cũng nhanh nhẹn tháo bát khỏe mạnh. À, trước đó là đi làm rẫy làm nương, sau này tự nhiên đó đi làm chương trình giải trí rồi nhưng vẫn có cái cốt nông dân vẫn còn hả? Vậy chứ bà con thân mến, thì mấy bạn ban ngày thì đi làm chương trình với Khương Dừa, ban đêm mấy bạn ra chợ Bình Điền á làm bốc vác kiếm thêm thu nhập, vậy chứ cũng được lắm á. Như chị Hà là bốc một đêm vậy cũng khoảng được 700-800 ngàn, nấm bi là bốc một đêm là khoảng 1 triệu. Trang đứng một đêm ở bốc một đêm thì Tú thì đi hát phục vụ ở chợ Bình Điền đêm cũng kiếm cũng được lắm. Bữa Khương Dừa tổ chức live show gom mấy anh em rồi diễn rồi hát hò rồi cho vui, để bán vé rồi kiếm tiền rồi để mua quà tặng bà con, mà cuối cùng là có nhiều bà con cô bác gửi quà quá cái thôi Khương Dừa không có làm live show, chứ thôi tính làm live show rồi đó mà bận quá. Không, bà con cũng thương lắm à. Chị đâu hát, ai đó đâu ai nói mời chị hát đâu. Thì nói chung vậy chứ đâu có mời chị hát đâu. Không. Chị tới bán vé cũng được mà. Dạ. Đát ngon ha. Ngon lắm. Nè là sạch sẽ. Sạch sẽ kỹ lưỡng. Nhớ cái đợt con. Mình đi miền Trung mà lũ lụt không? Ờ. Mình tét quá trời. Hư hết. Ừ, đâu có để lâu được đâu. Ừ. Với lại bánh tét này tại vì bên mình là đặc sắc ngày đi luôn á. Ừ. Là cô chú để lâu được ha. Ừ. Mới quá. Dạ, mới luôn á, là trước ngày đi luôn. Chắc được là hai mấy phần quà, 30 phần quà. 2, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170,
Bữa giờ là tài trợ chương trình học để đổi đời của Khương Dừa. Dạ, bữa nay biết Khương Dừa đi miền Trung phát quà Tết cho quý ông bà cô chú, thì bạn có tặng cho Khương Dừa mỗi phần quà thêm một bịch bánh tráng vậy nè. Này bột ngọt hả? Hồi này để cho chị Hà bỏ đi. Mình đứng đây mình điều phối cho bỏ tùm lum la cái hồi lộn quá. Kéo qua cho mấy bạn thôi. Có hôm Khương Dừa nhớ hơn kỳ, Khương Dừa về quê Dương Dừa phát quà đó. Rồi chắc là chưa bao giờ mà ở quê mà bà con cô bác mà nhận cái phần quà mà nó nhiều mà nó giá trị gì luôn. Coi như nó đủ có chất lượng á. Rồi mọi người nhận xong khiêng về không nổi. Hôm nay là về là cũng nhẹ nhàng nè, chỉ có bao gạo hay là nặng nhưng mà phần quà này cũng cũng hơn chục ký á. Đó, tại vì gạo với lại này đều cũng hơn chục ký. Gạo 5 ký rồi. Một ký bột ngon 1 ký nè. Dùng ăn 1 ký. Bánh tét là nửa ký rồi. Mứt. À. Chừng nào ngân với nấm bi xong là đủ phải không? Lại xong hai đứa em đi ra cà phê đi. Không, đi bán ve chai. Dạ. Đây, mứt dừa. Mứt dừa quê hương của Khương Dừa nha bà con cô bác. Dạ. Năm sau chắc mình sản xuất mình làm mứt dừa mình bán luôn ha. Thế đó. Năm sau làm mứt dừa. Em cửa hàng. Khương Dừa muốn có món nào qua mứt dừa chưa? Năm sau làm mứt dừa bán nha. Đưa đây lên khô cho. Sáng mấy anh em dậy ăn bánh mì với xôi mặn ở gần cái trường trung học cơ sở của huyện Đắk Rông. Hết chưa ngon? Giờ 8 giờ rồi. Không biết bà con tới chưa. Sáng có một vài hạt mưa nha bà con bác. Một phùn. Chưa. Nhưng mà con đang đứng xa xa rồi, chắc bà con quý bà cô chú không thấy đâu. Họ cũng đang tới lai rai à. Dạ. Sáng ở đây bà con biết sao không? Sáng 7 giờ mà sương mù, chưa có trời, chưa sáng lắm.
với lại đường đi ở đây nó khó khăn lắm, mà đa số bà con cô bác người ta đi bộ không à. Giờ đường bữa hư đồ nay, bữa nay sửa sang đồ lại nó cũng đỡ đó. Chứ hồi đợt rồi là mưa bão đó, đường nó bị cắt ngang, nó bị không có di chuyển được luôn, nên ở đây đi rất là khó khăn. Tính ra mà ở những cái xã mà còn khó khăn á, mà có những cái đoàn mà về mà phát quà vậy thì ở địa phương cũng đỡ hết bà con cô bác. Dạ. Tết đường nhất được cũng chăm lo cho bà con cô bác mình được một phần cũng đỡ. Hồi đó Khương vừa đi về, Khương vừa trao tiền hỗ trợ cho bà con á. Ở những cái huyện miền núi á, trời có nhiều nơi bà con mình nói là không có muối ăn luôn. Tính mua muối nữa mà muối nặng quá, muối chở nặng quá. Này không mua không? Mua ở muối bổ sung không? Đây là khâu cái gì? Đường, bột ngọt, mứt và bánh tráng phải không? Dạ. Dạ, đây là khâu bánh tét. Đó, nhìn là biết khâu bánh tét rồi bà con bác. Khương vừa phân công công việc nó rất là phù hợp và hợp lý. Đây là khâu nước tương, nước mắm rất là mặn mà phải không? Đằng kia là khâu không nước cũng nước tương với nước mắm. Bên này là ngọt ngào. Ngọt ngào. Dẻo dai. Dẻo dai. Đây là khâu béo. Béo. Là khâu bánh tét tất. Khâu em là không kêu quy xê thôi, mọi người mang thùng đi đâu vậy, cảnh báo đó men cắt. Phát nào anh? Bên kia phát luôn hả? À. À. Để này dài dài trước nè. Dạ. Đánh chất đóng lên cũng được mà cha. Để đóng lên cũng được. Sao khó đếm mà. Không sao đâu.
xong chưa? Chưa hả? Vẫn còn nhiều hả? Sắp xong rồi đây. Nhanh nè. Gần 8 giờ à con quát. Bây giờ là gần 8 giờ. Là đây là xong tay đô luôn, người đẹp tay đô luôn. Này để đâu được nhiêu phần đây, đây, đây đâu. Vừa tính mua mì gói nữa mà ba nào tính mua mì gói mà thấy đợt vừa rồi bão lụt thấy bà con tặng mì gói nhiều quá, thôi mua mấy cái này lâu lâu mua cho nó chất lượng xíu cho bà con cô bác ăn Tết cho nó ngon. Chị Hà là không kịp rồi, có mình chị chất đóng, chất lên đóng mình chỉ làm mình. Mình chỉ không làm không kịp. Gì cái nào chiêu chưa bỏ hả? Chiều nay mấy cực mà bà con bác, chiều nay là mấy anh em cũng vừa phải di chuyển qua Bắc Trà My á. Trời ơi, 9 tiếng đồng hồ á. Mà ngồi xe đường này mà 9 tiếng thì bà con cô bác thấy đuối lắm. Đó. Ê, cảm ơn anh. Dạ, đốt hả? Uổng anh. Bán đi. Bán. Bán uổng hả? Chị nó bán mua cái để để xài. Không, mấy cái thùng này để đựng đồ đồ này kia cũng được, khi cần xài không có. Rồi vô rồi bỏ dưới vậy đi dưới dưa à. Hết phải không? Hai cây này nó hết hả? Đúng 150 phần đây luôn hả cha? Dạ. Bà con chưa tới, mới có một vài bà con tới à. Này bà bé đang tới giờ thức sáng đêm luôn à, sức đêm nửa canh được gọi gọi cho xe. Kêu 2 giờ tới, thành ra 1:30 cứ chỉnh báo thức vậy đó. À 1:30, 2:30, 3:30, 4:30. Nhưng mà em báo thức là anh vậy á. Dạ. Lúc 2 giờ anh nghe nó vậy. À. Ừ. Mấy cái phòng nói chuyện. Không có nói chuyện lên vậy, nói chuyện như vậy. Ở bên bà Hà tối là chỉ chị không biết xả nước hoài, không biết làm gì nữa, xả nước hoài luôn, anh nghe từ xả hoài âm.
tội với Ngân với nóng bi ở chung phòng em á, thành ra em cứ chỉnh báo thức em để em gọi điện nhắc bác Tài á, thành ra là ngủ không được. Cũng vậy luôn. Còn đó Trương với Đức ngủ chung cũng hai đứa cũng không có được yên tĩnh nữa. Hả? Bên gì? Đường hả? Hết chưa? Hết đường. Hết đường phải không? Xong luôn phải không? Đến đâu? Đâu có xa đâu. Đâu xa. Làm hết nổi ai vậy? Trường nó thở nè. Ờ. Đi xuống mua nước chuối rồi. Nè. Không lấy xôi đâu. Tiền nè. Mua nước suối cho cả nhà nha. Ờ, mua thùng nước suối. Cà phê nữa không? Cà phê sữa nữa không? Sợ hả? Cà phê ở đây cực kỳ ngon luôn bà con. Ngon lắm chị. Chị đã pha cà phê bằng cái hồ cà phê xay ra xong rồi pha mà đặt dễ sợ luôn. Không cho sữa vô rồi uống có đã gì đâu mà về. Nó được cái mập gì đâu. Không quen. Tại cà phê đâu, đúng rồi, tại vì không quen. Tại vì Hà uống đen đát không đường đâu mà. Ngu rất là đàn ông, tự nhiên hôm qua uống lady dành riêng cho mình quá. Nhìn chị biết, nhìn chị là biết rồi. Trời ơi, sợ thì nó lâu lắm rồi, không có bệnh gì hôm qua. Ra vô rồi, Ngân với Nam Bi sắp xong rồi. Cuối cùng Ngân với Nam Bi sắp xong mà đâu được nghỉ đâu, phải qua đây phụ tiếp. Thứ hai để em làm công đoạn đầu. Chị Hào coi bồ gì mà chắc. Chị Hà ngồi ở giữa. Làm việc thì nó phải có di truyền không bà con cô bác? Dạ. Phải có phối hợp nhịp nhàng. Đó giống như công đoạn của Khương Dừa là quan trọng nhất nè. Đó là đẩy truyền. Không đẩy truyền đâu là. Gì chứ thấy hợp mức là thấy Tết rồi đó, thấy ngon rồi đó. Thế nói đúa vậy. Làm hết cả mà Nam Bi đang bị cảm. Ngáy hả? Ngáy mà bị nghẹt phải không? Nghẹt nó ngáy. Trời ơi, em đầu mai em đi ngủ trước nên không anh đó chín giờ mấy anh ngủ rồi, nói chuyện trà sữa xong rồi anh ngủ. Nó ngáy lúc em thiêu thiêu được thì chị Trang gọi điện. Tí đứa nào báo thức, bởi vậy báo thức. Thì Trang báo thức anh dậy là coi lúc đó 2 giờ anh nói, trời đứa nào nay giỏi người ta 2 giờ dậy báo thức thì chuẩn bị đi làm rồi. Mà nói chuyện giống như nói chuyện người yêu. Trang nói chuyện rất là nhỏ nhẹ. Phòng của em là ồn ào nhất á, 5 giờ em báo thức tiếp. Nói chung là khi nhau báo thức luôn á. Đi buổi sáng đến lúc mà 5 giờ 15 á là chuẩn bị dậy rồi, cái ba chị em cũng báo thức cũng bắt cái quay vào đó. Giờ ba đứa cùng tắt báo thức đi ngủ đúng 5 rưỡi rồi vậy. 15 phút đó là mình là Khương vừa báo là 6 giờ phải dậy đi. Dạ tại vì đi lên đây để coi phân quà qua nè. Rồi nãy ghé ăn sáng miếng. Rồi lên đây nãy là Khương vừa hẹn bà con đây là 7 giờ. Giờ tới 8 giờ. Giờ bà con chưa tới. Yeah, chứ coi cuối cùng rồi. Cùng quá hả? Chào đón Ngân và nó bay qua tim mình nó sống với cô. Ủa vậy dư một bình bánh tráng hả? Không dư đâu ơi. Đủ mà. À dư. Dư một đóng theo ấy. Dư một bánh tráng thì về cho người cuối cùng luôn. Dạ, người cuối cùng nào nhận tặng bonus thì. Yeah, phần cuối cùng rồi. Không biết là dư hay là nãy giờ bỏ thiếu. Không, đủ á, bánh tráng cho con quên mà đường thì quên. À không đó còn được rồi. Hết chưa? Dư đường hả? Còn một phần, đủ. Không ạ, vậy thì thiếu một hạt nêm với nệm một đấy ạ. Thôi, để riêng ra đi, để lát mình đếm kiểm phà qua quà thôi. Rồi, đây bà con cô bác.
Này xong hả? Dạ xong rồi. Thì thôi lấy lát đếm đi. Cứ để ngoài đi để có. Nhiều khi mình làm nó cũng sai sót mà. Đừng có thiếu một phần rồi được à. Này xong hả? Này kiểm không xong? Kiểm không? Khó kiểm không? Không để dựng lên anh, tại vì nếu mà để cái chai nằm ngang thì họ sắp đi họ sẽ bị rất đau. Để dựng hết lên. Xong cái này cái đếm lại coi nó có được đủ chưa. Đợt này đường đi thì nó khỏe hơn, nhưng mà mình chở hàng hóa rồi này kia sắp xếp hàng hóa nó cực. Dạ. Còn đợt rồi thì đi đường xá nó cực, nhưng mà mình lúc đó mình chỉ mang theo tiền để hỗ trợ cho bà con thôi. Bởi vì lúc đó đâu có bà con gửi đồ này kia đồ mình đâu có mang theo được. Bữa có mấy anh chị Mạnh Thường Quân có gửi thuốc men nữa, mà Khương vừa đi máy bay á, Khương vừa không chuyển, Khương vừa để cho anh mai mốt có phát ở trong ở dưới quê, Khương vừa đem về Khương vừa phát luôn. Còn nước tương chưa bỏ vô hả? Nước tương nước mắm đủ chưa? Nước tương nước mắm đây là nước tương. À còn nước tương nhiều nè. Bỏ vô hết đi, đợi đủ rồi xếp cũng được mấy đứa. Đó. Thấy gì? Ủa vậy dạ? Sao vậy? Tại vì dầu ăn này sẽ không bao giờ mà đủ được, vì một thùng là 12 chai. Em mà mua lẻ cũng đâu được đâu. Không, em không mua lẻ. Em không mua lẻ. Anh cứ mình để đi hai phần đi. Để đi lát rồi coi sao. Đường thứ 2, bánh tráng thứ 1 nha cô chú anh chị. Ấy đi anh xách cho ngon. Bỏ đều đi anh xách cho. Giờ nóng không? Giờ hết no hết lạnh phải không? Đang đổ mồ hôi. Bỏ vô luôn á nóng. Bỏ vô luôn để nó chuyền qua. Để coi bao nhiêu phần nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 phần ở trên. Rồi 17 phần. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Rồi. Hai giải dưới là 34 phần. Đến bên đây luôn hả? Cái gì vậy? Rồi. Đây là D34 hả? Này đếm sao trời. Này bỏ không đều. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 100 rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Rồi 119 phần rồi đó. À còn hai này nè. 120, 120 nè. Rồi. 120 phần ạ, cho anh qua để bước qua cái. 120 phần. Rồi cái này chưa đếm. Trăm hai mươi phần á. Ủa nãy đi 120 phần á. Nếu mà quên cha đi. À, 120 phần, đừng có sắp nha, mấy đứa đừng có khiêng, để sắp nè, để anh sắp đi không quên. Trăm hai mươi phần rồi. Ừ, vừa đếm rồi. Một. Dạ. Nước đây nè anh. À, anh lấy đi. Cho anh chai nước uống nghe chưa? Cho anh chai nước uống chưa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Là 134 phần rồi. Đây. 134 phần. Cho anh miếng. Còn 16 phần nữa đó. Điếm coi còn 16 bịch nữa không chưa? Chưa. Điểm coi đủ 16 rồi đâu. Không đủ hả? À? Ủa vậy thiếu 2 phần hả? À? Nè dưới đây kiếm đủ chưa? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ủa có ai xách lại ăn không vậy? Không phải không? Không, đây mới có 134 phần à. Vậy thiếu 2 phần á. Vậy bị thiếu 2 phần chứ không phải dư đâu. Nãy dư 2 bịch rồi tụi em thiếu 2 phần á. Thiếu 2 bịch. Tại vì anh đó anh báo thiếu 2 giờ nước mắm. À 2 nước mắm ở chứ nước tương đúng rồi. Đúng rồi. Bịch quà đang thiếu 2 bịch. Không ý là giờ xếp mấy cái kia chưa anh? Chưa. Thì giờ đang là tụi em mới có 138 bịch. 148 bịch. Ừ. Dạ. Thì bỏ vô 2 bịch nữa. Anh có. Đó đúng rồi, vậy là 2 phần đủ rồi. Ở cái nào thì ấy thì mình bỏ thêm cho bà con. Dạ. Ở sau. Ừ. Vậy thêm 2 bịch nữa, 2 bịch quà nó mới đủ nha. Tôi bỏ 2 bịch quà nữa. Còn dư 2 phần gì á. Kìa bà con cô bác tới rồi. Ồ chị chuyện gì. Giờ bà con bắt đầu tới. Dạ vậy là mấy anh em của Khương Dừa đã chuẩn bị xong 150 phần quà. Dạ. À, bây giờ chờ bà con tới cái mấy anh em Khương Dừa phát xong mấy anh em Khương Dừa qua bên A Ngo rồi chiều mấy anh em Khương Dừa sẽ di chuyển qua Bắc Trà My nha quý bà cô chú. Dạ Khương Dừa cũng xin cảm ơn tất cả quý bà cô chú anh chị Mạnh Thường Quân cũng gửi tiền cho Khương Dừa để Khương Dừa
chuẩn bị quà cho bà con ở A Vao ăn Tết. Dạ, hy vọng là quý bà cô chú Mạnh Thường Quân sẽ có một cái Tết thật là an lành, ấm áp, hạnh phúc. Và hy vọng là quý bà cô chú anh chị ở A Vao này cũng nhận quà, cũng sẽ có được một cái Tết nó cũng có bánh, có mứt rồi như người ta ha. Dạ rồi, mấy anh em Phương Dừa xin chào ạ, và hẹn gặp lại. Cảm ơn.